quá trái xe dừa. Có con cua, có con cua bự à. Mà tới cho mấy bạn ơi. 80. 80. Làm gì đó? Bỏ nè. Tám đồ đẹp với ta. Lên ngồi gần anh Tám này. Gần anh Tám lấy hơn. Cảm giác của anh bây giờ thế nào? Ông đi dành cho ông cái gì? Bệnh không hai? Ở ngồi ngay trong con cá lạ luôn. Con lạ là cá gì? Ai biết cá gì? Em. Cá làm món gì? Cá đó hải. Đụng qua. Cháo hả? Ờ, kiền cháo gì nè, cháo kiền gì nè. Đó. Xương không. Hả? Béo là béo mà xương. Béo mà ăn được con. Ủa cái giá súc đó tên ta. Mà cái giá súc cái này. Tôi dùng mình cái này. Mà cháo không mày? Ôi lựa cá bỏ này cá bỏ hay gì vậy? Mặt dữ ngon hả? Thiệt mà. Nhưng mấy cái này là mập hết thằng luôn hả? Nhỏ. Vậy nhỏ gì? Nè già mày. Mập. Được. Khách biết luôn nhóc luôn nè. Nè nhóc luôn nè. Lụm đại đi. Nó vậy mà nó không mày đừng bắt nha. Nó đẹp đẹp là lụm hả? Con mập nó chạm mấy trái ngàn qua nó đưa cho mày á. Bắt được rồi. Ok ok lựa được rồi. Mấy bạn ơi. Đợi xuôi, con này nè. Thải đi. Bắt được hả? Hả? Chạy vậy nó lên lụm. Ừ nó con lùi lấy được hết luôn á. Mà cái tí coi sao con cá này nó có bị mục mục vậy ta, nó bị gãy ngứa hả? Đâu anh cảm nghĩ anh sao quay nó cái này? Cảm nghĩ của anh giờ cái đầu tiên ngắt à. Đầu tiên ngắt rồi à. À. Cắt này cái. Cắt này cho xúc này cho gọn cái này. Để lấy mũ xúc vô nè. Ha. Ừ. Để anh xử đi. Cái này lựa lẹ mà cái phân nhiều. Xúc phải có cái đầu xúc chứ không có đầu xúc trên xúc. Nè. Ừ. Này chừng mấy tấn ha, anh Tám. Hả? Này chừng mấy tấn. Nè hả? Ừ. Rồi rồi, tấn luôn rồi. À. Ừ, ông Hai tính chở thành phố bán luôn kìa. Chở thì anh bắt có giá. Bao xe tải thì phải bán lẻ nha, ngồi bán lẻ luôn. Chở lại ngay khu công nghiệp á. Ở đây nó bán vậy, lớn vậy, bán như vậy nè. Cái trái con này nó cũng mua luôn. Ừ. Mắc làm mà xin chào mấy bạn nha. Phục vụ buổi trưa. Rồi, sao muốn nước đi? Quá trời luôn. Quá trời. Nay phục vụ buổi trưa. Ai dạ. Trời ơi, vợ tôi bỏ tôi rồi, ai nuôi tôi đây. Nè Chánh Phương, cho ly phít nhỏ nè, bự con cho phít nhỏ nè. Cảm ơn ngay. Nè, anh với ông Hai, phít xanh. Bên đây ba người phít bự. Nè anh Tám. Ý, cầm mấy quán đi. Em đi tay anh với. Dạ, ông đổi ha. Nè. Đồng hai uống đi, uống một hơi cho đã rồi đưa cho ổng. Ba sướng. Phục vụ từng người. Vô cái nè. Vô. Quá thầy. Nữa đi.
Tay gấu đờn luôn. Tay gấu đờn. Ông hai có uống chưa ông hai nước nào ông hai? Đúng là như ta nói là tính nước mới hôm qua đúng không? Có bằng chín ra. Ngọt nó kêu như thế chào lên lấy giờ vậy 1 giờ lấy 3 rưỡi 4 giờ thở chứ đâu rưỡi được 2 giác nữa. Ngọt đó. À, được nữa rồi đó. Cảm giác đi biển thế nào? Cảm giác ở biển trung sướng. Trung sướng rồi. Mai chiều cơm mấy cốc không hay? Cào vô cũng giờ tan lên. Cốc 5.